giờ anh em hôm nay đây mình có hai cặp chân quay dài, một cặp giả và một cặp jean. Chỉ anh em phân biệt để anh em mua khỏi bị lầm nha. Cái cặp jean đó là mua ở trong có cái bao chống sốc nè, nó nằm trong bao. Này jean nè. Này mình vui ra sẵn rồi. Còn cái cặp giả jean á thì cái nước nhôm nó hơi sáng, khi mà mình mới mua thì nó rất là sáng nha. Nhưng mà mình xài một thời gian nó xuống màu là nó giống như jean luôn. Ở bên trong nó có chữ luôn, có chữ KFL nè. Nó sáng nó có mờ như jean. Còn đây là hàng chính hãng, hàng Thái mới nè, cái chân 2 4 thì mới mua thì nó nhám sẵn luôn, nó cũng chênh lệch nhau chút xíu à. Ở trong của nó là hàng jean, cũng có chữ KFL luôn, mà nó dày hơn hàng giả. Xài hết bữa này nó xuống màu cũng rất là đẹp. Cặp này thị trường giờ khoảng dao động từ 550 tới 600 á, còn cái chân giả thì tầm 150 một cặp thôi. Nè, hai cặp, một cái giả một cái jean. Mua nhiều khi mua hàng cũ mà có thể bị lầm luôn, vì cái hàng giả này xài một thời gian nó xuống màu là nó giống như jean luôn á, nó có chữ giống nè, mà bên trong nó còn đẹp hơn hàng jean nữa. Cái hàng hãng mới là ở trong nó toàn là ba vớ không à, còn hàng giả cũng đẹp lắm, mà có cái là mới thì nó hơi bóng, mình xài thời gian thì nó xuống màu. Cặp này 150 thôi giả, còn jean là 550 một cặp. Nó quay lại cho mọi người. Cảm ơn anh em đã quan tâm và xem clip của mình nha.